Ôi trời ơi, ông Hải ơi. Ôi. Này này, thế ông nghĩ gì mà ông để cái nước lênh láng nó chảy ra khắp sân như thế kia? Ôi giời, thế mình cứ dùng thoải mái một tí thì có sao đâu. Không thể dùng thoải mái như thế chứ. Tiền nước phải chi phí như thế, phải tiết kiệm. Bố mẹ ơi. Cái gì? Con đang tính là độ này nóng, con sẽ dùng nước để tưới lên mái và tưới vào sân cho nó mát có được không ạ? Cái gì cơ? Này 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 này, con có vấn đề à? Ôi, có quạt rồi, có điều hòa rồi thì làm sao mà phải tưới nước lên trên kia để cho nó mát? Mẹ không phải lo đâu, mình cứ dùng đi, miễn là nó đỡ nóng là được. Không, phải tiết kiệm. Tiền làm ra là đổ mồ hôi xuôi nước mắt mới có tiền. Bây giờ chi phí làm sao cho nó hợp lý nhá. Mẹ con ấy quá tả, quá hiểu rồi. Cứ dùng thoải mái tí nước thì có sao đâu mà gớm bà. Mẹ ơi, bố con nói đúng đấy. Mẹ không phải tiết kiệm quá đâu, dùng thoải mái đi. Vợ chồng con đi làm vẫn đủ lương đủ tiền để có thể đóng khoản chi phí đấy mà. Mẹ không phải lo nhá. Vâng, đấy thì dùng thoải mái. Để con đi tưới luôn. Này bà ơi. Ôi trời, cái gì đấy? Định gọi cái đầu ngứa quá. Vặn nước ra hết sạch cả nước là nào? Ôi trời ơi, thế mà tôi tưởng ông làm sao nữa cơ. Đơn giản. Ông có biết không, tôi nghe người ta nói cái đường ống nước ở cái dãy nhà mình ấy là bị hỏng rồi, mất nước 2 ngày cơ. Cái gì hả mẹ? Mất nước 2 ngày á? 2 ngày mất nước. Ôi trời ơi, con còn chưa tắm rửa được gì mà mất 2 ngày này thì ghẻ mất thôi. Ôi trời ơi, cốt kìa. Có động một tí mà bố con anh cứ sồn sồn lên. 2 ngày thì làm sao? Bẩn một tí thì lau người. Cái lau người? Vâng, không có nước thì đi xin. Thế thôi. Ôi mẹ ơi, phải đi xin đấy hả? Ôi trời ơi, lại được cả con nữa. Chả đi xin thì làm gì bây giờ? Thôi được rồi. Bà bẩn nên nó quen rồi. Bố con tôi không chịu bẩn được. Trời ơi, nhà ảnh ấy mà. Thì bố con ông sạch, một mình tôi bẩn. Bây giờ tốt nhất ý là sang hàng xóm xin nước về dùng. Mà nhanh lên đi sang đi. Thôi xin được, về thôi nấu được cơm. Rồi, bây giờ con nghĩ ra rồi. Con sẽ gọi một xe nước về để dùng. Cái gì gọi xe nước á? Vâng. Làm sao mà xe nước vào được? Ngõ nhà mình bé tí như thế kia, chả có xe nào lọt cả. Xin con đi. Con ơi, con. Dạ. Sang nhà cái thằng Tôn xin nước mưa. Chấp nhận thôi. Đúng rồi, sang xin để về nấu cơm. Bảnh thế làm nào. Đi. Trời ơi, cái chậu quần áo của em mấy ngày rồi chưa giặt. Khổ khổ quá, đi đi. Thơm, có mỗi thùng nước mà con đi liêu xa liêu xiêu đấy. Ồ, con cũng có muốn thế đâu, nhưng mà con mỏi vai lắm. Thôi bố nói con ít thôi để con giữ sức con làm. Trời, giữ sức con làm cứ đi. Cái việc này bố ấy làm nhẹ như lông hồng. Ôi, sao hôm nay đường về nhà lại xa xôi thế này. Ôi trời ơi. Sợ. Bố mà làm chuyến nữa chắc là gãy lưng mất. Con thì chắc là vai thì cứng đơ được, không cử động nữa rồi. Rồi, ôi, đúng là lười lao động, đúng là lười tập thể dục thể thao. Cái kia nghe người ta chưa? Người ta ở ngoài kia người ta dầm dập, người ta lao động, người ta tập thể dục thể thao. Có hai bố con có mỗi cái xô nước mà gớp là kêu rên kêu dầm lên, khiếp sợ thật đấy. Bà nói xong chưa? Xong. Bà cũng tất cả là tại bà ấy. Biết là mất nước thì nhà có ai? Có mấy cái phi đấy. Thế bảo tôi trước đấy tôi còn chứa nước thôi. Ừ. Chả bảo gì cả, để hai bố con tôi cơm gãy cả lưng vì khiêng nước. Ôi, thế bây giờ lại quay ra lại mắng vợ là thế nào nhở? Cái việc phi nước với cả sạch nước với cái thứ thế là đàn ông trong nhà để làm cái gì? Thế không đỡ cho vợ con chân yếu tay mềm, già yếu như thế này, vợ thì tay yếu như thế này, thế không giúp thì làm thế nào? Này, mà tôi thấy nước ở bên nhà hàng Tôn ấy nó có cả nước máy nha. Vâng. Nó cả nước mưa nha. Đấy. Nó dùng thoải mái. Thế đấy đấy. Dùng xoạt xả lá luôn. Này, thì bây giờ nhá, tôi hỏi mình nhá. Thế nhà mình có nước ấy, dùng phung phí, đã có điều hòa rồi, đã có quạt mát rồi, thế tại sao là ôi trời ơi, tưới hết cả lên nóc nhà nhá, xong rồi là sân chảy lênh láng như thế. Chả biết tiết kiệm, bây giờ hết nước thì phải chịu thôi. Đúng chưa? Đi xin vất vả là cái chuyện bình thường. Chả làm sao cả. Thôi được rồi, để đấy mai. Mai bố gọi thợ về chữa ghê. Mấy cái ông nước nhà mình xem nào đi. Vâng, đúng mất nước thế này là càng quá. Chứ không có này không thể chấp nhận. Chết. Này nói thật chứ. Hả? Nhà mình ấy nước chả làm sao cả. Tôi khóa đồng hồ lại đấy.
sao mẹ làm thế? Sao mẹ lại khóa ạ? Làm thế để biết rằng là khi mà mình có nước ấy, mình phải sử dụng làm sao cho tiết kiệm, cho nó hợp lý. Đây cứ phung phí như thế. Cho nên bây giờ thấy không, không có nước mới biết là giá trị của cái việc không có nước, đúng chưa? Thế là mẹ các con này thâm nho cỏ gáy phết. Không phải là thâm nho, mà để cho mọi người hiểu được là phải dùng làm sao tiết kiệm, hợp lý, khoa học ha. Tôi nhất trí với bà. Thế cả gia đình nhà mình từ nay dùng nước tiết kiệm được chưa? Tiết kiệm ạ. Nhất trí không? Rõ tỏ thế.